Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu chương trình Một Ngày An Lạc tập 1 với chủ đề Du Lan Mùa Báo Hiếu. Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác, mưa trên sát phượng báo mùa thu. Du lan thắng hội qua hồng thấm, thăm ân nguồn cội nhớ không nguôi. Tiết tháng bảy bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng để bước vào đời dù muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ dung đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta biết rộng lượng bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để chia sẻ nghĩa cử với tha nhân. Mẹ sanh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Thương con cực khổ ẩm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền, nhờ công lao ấp ủ mẹ yêu thương. Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều, tình mẫu tử bao la vô tận. Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Người có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa hay băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người không từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao mang về cho ta được manh áo, chén cơm để dung thắm niềm vui những ngày thơ ấu. Chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bấy nhiêu thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi. Đến khi lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiếp xúc với thầy, với bạn, để ta có thể học hỏi những điều hay từ cuộc sống. Hoàn bị cho ta vốn hành trang vững chãi khi vào đời, bao lo lắng suy tư đã làm mái đầu xanh của cha, của mẹ phai sương nắng. Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quằn nặng đôi vai của hai đấng sinh thành. Từng trái bất củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gặp gền mẹ dắt con đi, con lớn lên biết bao điều mới là
quên mất mẹ già tóc bạc chờ con. Rồi đến một sớm mai trong giọt nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên và trưởng thành chững chạc. Ngẩng cao đầu ta hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Ta đi rồi cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu, người dõi theo tin ta, vẫn đợi, vẫn trông. Ta đi rồi mẹ nhớ thương ta, mỗi chiều về mẹ thường ngồi tựa cửa, nhìn những cánh chim bay bạc ngàn trong gió. Mắt mẹ buồn dời dợi cõi xa xăm, mẹ nhớ từng tiếng nói của ta, trông đợi từng bước chân con trở về mái nhà xưa cũ. Dù chỉ một lần trong thoáng chốc, vậy mà đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết, người vẫn ngóng trông mòn mỏi trong ta theo nhịp bước thời gian. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mãi mê trên bàn chân dông ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Con là tác phẩm tuyệt vời nhất, là ân tình thiêng liêng nhất đối với mẹ, nên tình cảm mẹ dành cho con vô bờ vô bến. Rồi có lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần ta trượt chân vấp ngã, ta lại bồi hồi chợt nhớ về cha, về mẹ, như muốn nghe lại lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha. Muốn được ngủ say trên nhịp giọng đông đưa, câu hát ru ngọt ngào bao dung của mẹ. Và mãi mãi còn đó, chiếc nôi thơ ấu đung đưa theo không gian thời gian. Nhưng chắc gì ta còn tìm thấy mẹ, khi tuổi xế chiều của mẹ ngày một chất chồng, bóng thời gian dùng dục cứ trôi qua. Mẹ bước chậm nhưng dường như không chắc, dấu chân siêu dao động ngõ vô thường. Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt, sợi nắng chiều văng mỏng khói mù sương. Tôi nhớ ngày xưa tiếng gió chiều, thổi qua là gió mái tranh siêu. Và trong mắt mẹ buồn tê tái, mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Mái hiên xưa vẫn quạnh khiêu, cô liêu dò dỏ một góc giường, nỗi nhớ nhung buồn tuổi, nơi có hai đấng sinh thành đã nhiều năm trong đời, nơi một thời cha mẹ nuôi ta khôn lớn, chắc chiêu dành cho ta nghĩa nặng ân thâm. Nhớ xưa dưới mái nhà tranh, mẹ ngồi may áo cất dành cho con, tinh xương mẹ gánh hàng sông, mẹ hiền gian khổ đêm ngày gian nan. Nhớ lại những lúc còn nhỏ vừa trải qua cơn sốt, miệng vừa khô vừa đắng lại lạnh, lúc đó không có món ăn chi gợi được khẩu vị của con. Vậy mà khi mẹ đến kéo chăn đắp lại, đặt bàn tay lên trán nóng của con mà xót xa than thở, khi đó con mới cảm thấy ấm áp thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Tình mẹ trường cũ bất tận, là cội nguồn yêu thương. Một lúc nào đó hãy ngắm nhìn mẹ thật kỹ, thật lâu, nhìn vào dáng đứng dáng ngồi, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ tảo tần nhưng luôn rạng ngời niềm tin về phía trước.
Kẻo mai này chúng ta có hối hận thì đâu còn kịp nữa. Mai này chúng ta chỉ có thể tìm mẹ, nhớ mẹ trong ký ức mà thôi. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Lá ngô lai ở bờ sông, bờ sông vẫn gió người không thấy về. Xin người hãy về đây một lần cuối, một lần về cuối thôi. Về thương lại bến sông trôi, về buồn lại để một thời tóc xanh. Lệ giọt cuối xin để dành, rơi trên mộ mẹ nương hình bóng cha. Với tay con níu thời gian, thời gian lặng lẽ trôi vào hư không. Một lại này xin được tạ lỗi, ngày xưa con bất hiếu, đã từng làm mẹ khóc như mưa, đã từng làm mẹ khổ ngày xưa. Trăm vạn lại cũng không vừa ơn mẹ. Và chúng ta cũng đừng để đến khi mẹ mất rồi, chúng ta mới ân hận và nuối tiếc rằng con sống với mẹ bao năm mà lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi với mẹ vài câu ngắn ngủi. Con chỉ biết xin tiền của mẹ để mua quà vặt, đòi hỏi mọi chuyện, gây ra biết bao rắc rối, làm mẹ buồn phiền mà con không biết một lần hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ có thèm ăn gì không? Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Tình mẹ cha là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn. Mẹ sống cả bạc đầu giang đôi cánh, lúc giông về cha ấp ủ cho con. Kính lại mẹ, kính lại cha, con đã quá thờ ơ trước nghĩa sinh thành của cha mẹ, người suốt đời lo cho con tất cả. Vậy mà chưa một lần con nghĩ tưởng để báo ân. Cho dù có đối diện với tử sanh, mẹ vẫn nghĩ về con. Mẹ thương con, đây là sự thật không gì thay đổi được. Giữa cuộc đời này, tất cả đều có thể đổi thay, nhưng tình mẹ dành cho con và tấm lòng của mẹ dành cho con mãi mãi không bao giờ thay đổi. Mẹ, mẹ nghĩa là mãi mãi cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bầu trời, là mặt đất, là phần trăng. Duy chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ đã không còn. Hoa hồng đỏ từ đây thành hoa trắng. Mất mẹ rồi, ai lo cho con mỗi khi mưa bão mùa hè? Ai lo cho con mỗi khi đông về rét mướt? Ai lo cho con mỗi khi con về muộn bữa cơm? Ai sẽ giặt đồ mỗi khi con ngã bệnh? Ai nấu cháo mỗi khi con lười ăn? Rồi khi con đi xa, ai bỏ khăn tay vào túi áo cho con? Ai đắp lại mền cho con mỗi khi trời trở lạnh? Mẹ ơi, giờ đây dẫu muốn đáp đền, nhưng con khó còn cơ hội để đáp đặng. Mất mẹ thật là bất hạnh. Mẹ ơi, tình mẹ thật là bao la bất tận. Tình mẹ thương con tha thiết ngọt ngào. Ôi những cánh thiên thần của mẹ, những ngày này tháng bảy Vu Lan, ngày mẹ đấy nhớ về em nhé, và nhớ cài hoa nhé em ngoan. Ôi cái ngày đẹp nhất trên đời, hoa mẹ đấy cài lên áo nhé.
cài lên em giữa trái tim mình. Hoa hồng ấy hai màu một đỏ, dành cho ai còn mẹ trên đời. Mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi, sung sướng quá những người còn mẹ. Còn mẹ con còn tất cả, đau xót lắm những người mất mẹ. Mất mẹ rồi mất hết con ơi, dù còn mẹ hay dù mất mẹ, thì em ơi em vẫn mãi là con. Xin ấp ủ trọn đời em nhé, bóng mẹ hiền giữa trái tim son. Nếu còn mẹ còn cha, xin hãy vui lên và tự hào rằng mình vẫn còn một trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo nhau một đóa hoa hồng, màu hồng của sự yêu thương như màu máu trong tim mà cha mẹ đã dắt cạn một đời hy sinh tất cả vì con yêu. Màu hồng ấy như nhắc nhở rằng chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ của cha mà phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn những vấn vương lo lắng, tảo tần suốt một đời cho ta. Xin bạn hãy giữ gìn đừng bao giờ làm phai nhạt, như ấp ủ nâng niu tình yêu thương của hai đấng sinh thành. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Phù lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa thấp thoáng đâu đây. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ mất cha, xin bạn hãy lặng lẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa buồn trinh trắng. Trinh trắng như đời mẹ tảo tần theo gió sương. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình, những gì thiêng liêng cao cả nhất. Hãy khắc mãi trong tim hồng hình bóng của cha mẹ yêu thương. Tôi không khóc khi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Dù lan đến bao trái tim thổn thức, dù lan về cho hoa hồng nở thơm hơn. Dù lan ơi, nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại tìm về ánh đào. Thưa quý Phật tử, những người con hiếu thảo, vừa rồi là bài ý nghĩa Chiếc Hoa Hồng trong mùa Du Lan Thắng Hội. Và hôm nay chúng ta sẽ tham dự tiếp theo là lễ chuẩn tế kỳ siêu bạc độ, trong đó có đàn tràng thai nhi xúc xạo sản nạn dông thân, và tiếp theo là bài ý nghĩa của tội nạo phá thai nhân quả siêu thoát cho vong linh. Đọc qua những hậu quả tai hại của tội phá thai, chúng ta biết đó là một cái nghiệp rất nặng trong đời người phụ nữ phải mang. Đa phần người phụ nữ nào ít nhiều vướng vào cái nghiệp này. Tuy nhiên, không phải vì có nhiều người vướng vào mà hậu quả có thể giảm đi. Nhân quả là công bằng với tất cả, không thiên vị một ai. Nói như thế để những ai biết mình đã tạo tội thì bắt đầu từ nay hãy dừng ngay việc ấy, đừng tạo thêm tội nữa. Cũng đừng ngồi đó mà khóc lóc buồn rầu bởi những gì mình đã tạo. Hãy mạnh mẽ lên để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Dù có ngồi mà khóc qua năm này tháng nọ, dù ngồi đó hối hận cũng không chuyển được cái nhân quả đâu. Chi bằng hãy làm những điều tốt có thể, một phần công đức được tạo ra là một phần tội được giảm đi, tùy theo số công đức của chúng ta tạo, ít hay nhiều mà số tội cũng giảm theo. Sau đây là một số phương pháp để những người hữu duyên, những người đã từng lầm lỡ chuộc lại lỗi của mình.
cho con một cái tên. Chúng tôi thấy đa phần các bậc cha mẹ phá thai đặt tên cho các con là vô danh, rơi, rớt, bỏ. Có nhiều em mất xong thì cha mẹ quên hẳn luôn, và mấy em này không có một cái tên dù chỉ là vô danh. Từ nay, nếu người nào đã phá thai rồi thì hãy đặt cho con một cái tên họ đàng hoàng. Ví dụ như cha tên Nguyễn Văn Năm thì có thể đặt cho con là Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn gì đó, nhưng đừng đặt Nguyễn Văn vô danh hay là Nguyễn Văn rơi, Nguyễn Văn rớt. Ví như mẹ tên Nguyễn Thị Vui thì đặt cho con là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thảo. Tại sao lại đặt cho con một cái tên đàng hoàng, nhiều khi là một cái tên đẹp? Chúng ta nên nhớ rằng phá thai là một hành động tước đi quyền sống của một sinh linh, ở đây là tước đi quyền làm người. Khi đứa trẻ còn làm con của người nào thì tất cả là do nhân duyên mà có. Bỏ thai là giết đi đứa con của mình. Chúng ta cứ nghĩ xem, nếu ngày trước cha mẹ chúng ta phá thai thì ngày nay ta có còn được ngồi đây nữa không? Hoàn cảnh của chúng ta sẽ như thế nào? Thai nhi đau khổ vô cùng, oán hận vô cùng vì cha mẹ đã tước đi quyền làm người của em. Mà được làm người không phải là chuyện dễ. Trong nhà Phật có nói, được làm người khó như một con rùa ở giữa biển mênh mông, lâu lâu mới trồi lên mặt nước một lần. Trên mặt biển có một khúc gỗ mục trôi, con rùa làm sao trồi lên gặp đúng bọng cây đang trôi vô định đó. Điều ấy thật khó xảy ra. Cũng vậy, thân người cũng khó, như con rùa mù gặp bọng cây, khó gì lâu lắm con rùa mới trồi lên mặt nước một lần. Khó hơn là làm sao trong cái khó ấy lại gặp đúng bọng cây giữa biển cả mênh mông. Cho nên nói rằng, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Nghĩa là một lần lỡ mất thân người, trăm ngàn muôn kiếp than ôi khó tìm. Thai nhi có rất nhiều cảm xúc khi bị bỏ rơi. Một trong những cảm xúc ấy là tuổi thân tuổi phận, về số kiếp của mình đã không may mắn được làm người. Với những mặc cảm ấy, vong linh thai nhi mong muốn mình được công nhận là một con người. Bởi vì thực chất mình là một con người. Đây, nỗi lòng thai nhi. Đã 3 tháng rồi con nằm trong bụng mẹ, nhưng chưa một lần nghe mẹ nói tiếng yêu thương. Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện, con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa. Chiều lại chiều mẹ và con ngồi trong thinh lặng, dưới bóng cây ngọc lan hoa nở trắng sân nhà. Nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo, con biết mẹ đang gặp nhiều ngang trái. Cay đắng cuộc đời phủ lên khuôn mặt mẹ xanh xao. Hãy gọi con đi bằng lời yêu từ mẫu, ve vuốt con qua bụng mẹ căng tròn. Hãy thầm thì bên con những buồn vui trong cuộc sống, để mẹ con mình nâng đỡ an ủi nhau. Biết mẹ buồn lòng con khắc khoải, muốn giơ đôi tay vừa mới hình thành để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ. Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ. Cảm nhận tình đời đã cho con nhiều nỗi xót xa. Cha phụ bạc mẹ để con thành người không có bố.
nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng. Đừng đưa con đi mẹ ơi, tới nơi con khiếp sợ, dao kéo vô tình quỷ hoại đời con. Tặng Phật mà Thượng Đế đã trao ban cho mẹ, khi mới là bào thai con đã là một thiên ân cao trọng. Mầm sanh địa cầu lòng mẹ cu mang, con mong ước chào đời trong vòng tay ấp yêu của mẹ, trong hân hoan đón nhận của cuộc đời. Con sẽ lớn lên trong cao quý tình người, ấm áp gia đình thiêng liêng cuộc sống. Con sẽ góp trí óc, trái tim và bàn tay lao động, cùng mọi người xây dựng một thế giới tươi vui, không chiến tranh hận thù tham lam ích kỷ, chỉ có ngày mai hạnh phúc thanh bình. Con sẽ là con của mẹ với tấm lòng hiếu thảo, với tất cả yêu thương và lòng tận tụy hy sinh. Mẹ ơi, xin vì mẹ vì con mà can đảm, bảo vệ con dù tuổi nhục đắng cay. Rồi mai đây khi sóng êm gió lặng, mẹ con mình mãi mãi bên nhau. Dưới bóng cây ngọc lan hoa trắng nở sân nhà, tình mẫu tử ngọt ngào hương hoa hạnh phúc. Hãy nói lời xin lỗi với con với tất cả tấm lòng. Đừng diễn cớ, đừng bào chữa. Mẹ ơi đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, bởi vì dù có cớ gì và hoàn cảnh chi cũng không hợp lý. Không ai có quyền tước quyền sống của con. Sám hối nghĩa là ăn năn lỗi trước, từ bỏ lỗi sau. Con người không ai là không có lỗi, vấn đề là có lỗi mà biết sám hối mới là quan trọng. Nếu chỉ có ăn năn không thôi thì chưa đủ, bởi vì ăn năn thì có thể tiếp tục tạo tội nữa. Phải ăn năn và hứa sẽ không tái phạm mới đúng nghĩa là sám hối, và có như vậy mới có cơ hội chuộc lỗi của mình. Đức Phật dạy có hai hạng người đáng khen: một là người không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối sửa tội. Xét trên khía cạnh này, có thể chúng ta không ai được xếp vào hạng đầu tiên, bởi vì ai cũng ít nhiều tạo tội, hạng này chỉ có bậc thánh nhân mà thôi. Nếu có tội mà biết sám hối thì ta được xếp vào hạng thứ hai, dù đó là tội phá thai thì cũng có thể chuyển hóa được. Nếu đạo Phật thì đối trước Tam Bảo mà sám hối, còn các đạo khác thì hãy quỳ trước bàn tôn kính mà sám hối, ăn năn chừa lỗi, không bao giờ muộn màng cả. Tất cả rồi sẽ bắt đầu sáng sủa hơn từ ngày chúng ta bắt đầu sám hối. Phải sám hối cho thật thành tâm thì mới có kết quả, không phải làm cho qua lo lấy lệ, như thế không thu được kết quả gì cả. Hãy thành khẩn nêu lên tội trạng của mình là đã từng phá thai, đã giết bao nhiêu sinh mạng, ngày nay biết sự lỗi lầm nên thành tâm sám hối. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, chúng con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm vào những lỗi lầm như thế nữa. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói khi làm tư duy, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện kiếp sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cầu nguyện có thể giúp cho vong linh thai nhi bớt khổ. Nếu ta biết cách cầu nguyện cho đúng, chúng ta thường cầu nguyện sai. Vì vậy cho nên những gì chúng ta cầu thường không có linh ứng. Tuy nhiên chúng ta thấy cũng có rất nhiều trường hợp có cảm ứng xảy ra đúng như lời cầu nguyện. Đó là do cầu nguyện đúng cách. Thưa quý vị,
Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng có kể một câu chuyện như thế này. Cô kể, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 1991, có một cây đa tại chỗ bệnh viện này, người ta cần đốn cây đa để làm việc. Nhưng khi ai đụng đến cây đa cũng đều xảy ra chuyện. Cô Phan Thị Bích Hằng đến đây, thấy trên cây có rất nhiều em bé bám trên lá cây với nhiều hình dạng khác nhau. Có em 1-2 tháng, có em 5-7 tháng, các em coi đây như nhà của mình vậy. Vì vậy, ai đến đốn cây cũng đều xảy ra chuyện. Sau đó, một số em được đưa vào chùa, một số em thì đi sang cây khác. Cô Bích Hằng mới thấy còn một bé gái không chịu đi. Hỏi ra mới biết cách đây khoảng 30 năm về trước, mẹ em bỏ em ở trước bệnh viện với lời nhắn có dịp mẹ sẽ quay lại thăm con. Nhưng chẳng may đêm hôm ấy có một cơn mưa lớn kéo đến, em đã qua đời vì chết rét. Chỉ vì một lời hứa của mẹ sẽ quay lại đón con mà em không đi, nhất quyết ở lại cây đa đợi mẹ, dù 30 năm mẹ chưa đến lần nào. Không chịu đi về chùa, cũng không chịu đi qua cây khác. Đã mấy chục năm rồi mà vẫn cứ đợi. Có thể lời hứa lúc ấy mẹ chỉ là hứa cho qua thôi, nhưng em thì nhớ mãi. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng các em rất thương và tin tưởng vào cha mẹ. Dù chỉ một lời hứa thôi, nhưng các em được an ủi nhiều. Vì những người làm cha mẹ muốn chuộc lại lỗi, hãy cho con, cho em một lời hứa. Dĩ nhiên lời hứa này phải đi về hướng tích cực, nhưng hãy nhớ là hứa thì phải làm. Bởi các em sẽ trông mong vào lời hứa đó, sẽ đợi cha mẹ thực hiện lời hứa của mình. Cho cha mẹ xin lỗi. Có thể sẽ không thể chuộc lại dụng dạ vì tội giết người chỉ với một lời xin lỗi, nhưng hãy bắt đầu từ lời xin lỗi con một cách chân thành và tha thiết, xuất phát từ tận đáy lòng sâu thẳm của cha mẹ. Chúng tôi nói lời xin lỗi này phải chân thành và tha thiết, vì có nhiều người đã giết con rồi mà chỉ nói lời xin lỗi ở đầu môi, không thật sự xuất phát từ tấm lòng ăn năn hối hận. Các em rất linh thiêng và nhạy cảm. Chúng ta có thể qua mặt được người sống, chứ làm sao qua mặt được người đã chết. Người chết ấy lại là đứa con đang ở bên cạnh mình. Nếu không thành khẩn thì các em sẽ biết liền, và như vậy các em sẽ khó tha thứ cho người đã hại mình, rồi lại còn không chịu ăn năn. Có buổi lễ chúng tôi chứng kiến các em đã không đồng ý tha thứ cho cha mẹ và đã tiếp tục phá phách nếu cha mẹ không thật tâm hối lỗi. Có nhiều em nói cha không thành tâm hay mẹ không thành tâm, cha mẹ chỉ muốn đẩy cho các con đi thôi, để cha mẹ được nhẹ nhàng chứ không phải vì thương con, muốn lo cho con. Có nhiều người nói lời xin lỗi con bằng cử chỉ gượng gạo như là nói cho xong, cho qua. Những trường hợp như thế thật khó có thể khiến các em mở lòng, và thiêng liêng cũng không yểm trợ cho những người này. Dù cho cha mẹ có bỏ các em thì nguyên nhân gì đi nữa, thì hãy nói lời xin lỗi các em. Đừng diễn cớ này diễn cớ nọ để bào chữa cho sự dại dột của mình. Có thể vì hoàn cảnh, vì kinh tế, vì sức khỏe, vì danh dự. Nhưng ngẫm lại có công bằng không khi một bạn người mất đi chỉ vì những nguyên nhân ấy? Ví dụ, mình không có tiền sống, thấy người trước mặt có một số tiền, mình giết người ấy rồi nói: vì tôi không có tiền để sinh sống nên tôi mới giết anh, chứ đâu phải tự nhiên tôi giết. Có ai chấp nhận kiểu bào chữa ấy không? Và như vậy thì có bớt tội hay hết tội không? Cũng vậy, mình giết con rồi, mình nói là kinh tế khó khăn nên lúc đó mẹ mới bỏ con. Liệu các em có chấp nhận điều này và có công bằng không?
Nếu cho các em được nói lúc trước cha mẹ bỏ, thì có lẽ các em sẽ nói cha mẹ hãy giữ con lại. Vì con là con người, con sẽ cùng mẹ cha vượt qua những ngày gian khó. Cho con được sống, con sợ dao kéo vô tình sẽ giết chết đời con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ý nghĩa: trung phong tam thời hệ niệm. Trung phong là pháp hiệu của thiền sư Minh Bổn đời nhà Nguyên. Ngài là một vị đại đức rất phi thường, hữu tư, hữu chứng, hữu đức, hữu học. Qua truyện ký, chúng ta đã thấy sự tích cả một đời của lão nhân gia. Đúng là khiến người ta cảm thấy năm phất gieo sát đất. Tác phẩm Hệ Niệm Pháp Sự do vị đại đức nhà thiền này soạn ra, ý nghĩa rất sâu, thưa cùng quý vị. Phật Pháp đến tối hậu vẫn phải cầu sanh tịnh độ. Điều này Ngài khai thị rất rõ rệt. Do đây, ta có thể thấy được sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Huống chi Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh được lịch đại cao tăng đại đức công nhận là bản kinh đệ nhất của nhà Phật, là pháp luân phiên mãn. Đến cuối kinh, mời đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Tông môn đến cuối cùng cũng phải cầu vãng sanh. Quý vị chỉ cần đọc Thiền Môn Nhật Tụng sẽ thấy rành rành phương pháp tu hành này hiển thị rõ trí huệ tối cao. Bản Hệ Niệm Pháp Sự Tam Thời Toàn Tập này lợi ích kẻ âm lẫn người dương. Nếu coi việc này như chuyện tụng kinh sám, miệng có tâm không thì trật mất rồi. Chúng ta phải coi nó như là khóa tụng cần phải tu tập. Hệ Niệm: khi La Thập Đại Sư dịch Phật Thuyết A-di-đà Kinh đã dịch ý nghĩa chữ này. Bởi thế, trong kinh văn có những câu như: nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Trong quá khứ, tôi đã từng nghe có người nói nhất tâm bất loạn bọn phàm phu chúng ta chẳng thể làm được. Bởi thế, đối với pháp môn này bèn nảy sanh ngờ vực, chẳng dám đảm đương. Nhưng kinh A-di-đà còn bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư dịch thẳng, chiếu theo bản tiếng Phạn mà dịch thẳng ra. Trong bản Phạn ngữ có 10 phương Phật, bản La Thập Đại Sư chỉ có 6 phương Phật. Cho thấy La Thập Đại Sư đã dịch rút gọn. Trong bản Huyền Trang nhất tâm bất loạn được dịch là nhất tâm hệ niệm. Nếu nói nhất tâm hệ niệm thì phàm phu có thể làm được, chứ mức độ nhất tâm bất loạn thì cao quá. Nếu chúng ta hỏi La Thập Đại Sư có dịch sai nghĩa chăng? Thưa cùng quý vị, chẳng bao giờ sai. Phàm là người vãng sanh nhất định phải niệm đến nhất tâm hệ niệm. Lúc lâm chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Lúc tiếp dẫn quý vị, nhất định Phật phải phóng quang. A-di-đà Phật phóng quang, Phật quang chiếu rồi, Phật quang vừa chiếu, công phu của quý vị được nâng cao từ nhất tâm hệ niệm đạt đến nhất tâm bất loạn. Vì thế, Đại sư La Thập chẳng hề dịch lầm, đích thực là Đại sư thấy vấn đề này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chữ niệm trong văn tự thuộc loại hội ý. Quý vị thấy ở trên là chữ kim, dưới là chữ tâm, nghĩa là trong cái tâm hiện có, hiện tại có Phật, trong tâm phải có thì mới gọi là niệm. Chẳng phải là quá khứ có, chẳng phải là vị lai có, mà là kim, hiện nay có, đó gọi là niệm.
Hệ niệm là niệm niệm chẳng bỏ. Tam thời, trong pháp sự có đệ nhất thời, đệ nhị thời, đệ tam thời. Ở Ấn Độ vào thời cổ, một ngày đêm được chia thành ba thời, đêm ba thời. Do đây biết rằng phải hiểu nghĩa chữ tam thời theo nghĩa rộng, tức là ngày đêm chẳng biến nhát. Pháp là phương pháp, sự là chuyên cầu vãng sanh tịnh độ. Hiện tại mọi người tu pháp sự này, dùng chữ tam thời theo nghĩa hẹp, chia ngày đêm thành 12 thời: Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Một thời bằng 2 giờ hiện thời. Nếu để giúp người khác như các phong linh được nhắc trong bản này, thì cả hai nghĩa rộng hẹp đều dùng được, hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và nhân duyên. Pháp Trung Phong Quốc Sư vì chúng ta chế định pháp bản này, chiếu theo pháp bản này để tu pháp sự cầu vãng sanh. Pháp sự ở đây là cầu vãng sanh. Bản này gồm 3 thời hoàn chỉnh nên gọi là toàn tập. Quý vị hãy xem chữ tập. Tập nói như bây giờ là bản hội tập. Pháp sự do Trung Phong Quốc Sư hội tập. Quý vị thấy đó, nội dung gồm tán tụng, có hương tán, có kệ tán Phật, có tán thán, có tụng kinh, có kinh A-di-đà, có điểm chú, có chú vãng sanh, có lễ bái, có sám hối, có hồi hướng. Tu pháp rất viên mãn, ý nghĩa tương đồng với vãng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát. Trong vãng sanh luận, Thiên Thân Bồ Tát nói đến ngũ niệm pháp môn, bản hệ niệm này cũng là ngũ niệm pháp môn. Tu hành tịnh độ là phương pháp đẹp, trong ấy có khai thị. Chúng tôi đề xướng bản này đã mấy năm, mọi người đều rất thông thuộc. Trong nghi quỹ có phần chúng tôi tỉnh lược, và trong tam thời có phần nào trùng lập, chúng tôi chỉ giảng một lần là đủ. Làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Ý nghĩa trai đàn chuẩn tế. Trai đàn chuẩn tế giải quang, hay còn gọi là trai đàn thủy lục, là một pháp hội cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn người chết không ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vả ở dưới nước và trên cạn. Duyên khởi pháp hội như sau: về tập tụng kinh siêu độ cho người chết. Theo Hòa Thượng Đạo An, vốn không phải là một tập tục truyền thống của Phật giáo. Tập tục này bắt đầu có ở đời nhà Đường. Điều này có thể đúng vì theo sử chép thì năm 738, vua Đường Huyền Tông đã ban sắc lệnh cho toàn quốc, ở mỗi quận đều xây một chùa, đều đặt tên là Khai Nguyên. Khai Nguyên là niên hiệu thứ gì của vua Huyền Tông? Đó là chùa Công, do các quan lại địa phương trông coi, dùng làm nơi tổ chức các lễ tiết quốc gia, cầu quốc thới dân an. Việc làm này vừa có ý nghĩa đem ân huệ Phật ban đến quốc dân, cũng vừa để biểu thị quyền uy của chính quyền trung ương. Năm 755, An Lộc Sơn nổi loạn, kéo binh về chiếm kinh thành. Vua Huyền Tông phải chạy vào Tứ Xuyên lánh nạn. Một năm sau thì quân triều đình dẹp yên giặc loạn. Trong một năm chiến tranh này, vô số người chết, chiến sĩ của cả hai bên và thường dân nhiều vô số kể. Triều đình bèn ra chỉ dụ cho tất cả các chùa Khai Nguyên trong toàn quốc: thỉnh chư vị cao tăng đại đức thiết lễ dụng kinh cầu siêu cho chiến sĩ và thường dân đã chết trong cuộc chiến, đồng thời an ủi các gia đình nạn nhân. Dân chúng thấy triều đình làm như thế, bèn bắt chước làm theo. Cứ mỗi khi trong nhà có người mất, liền thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ. Từ đó mà lễ cầu siêu độ cho người mất đã trở thành tập tục trong nhân gian.
Tập tục cầu siêu độ này được truyền qua Việt Nam không rõ vào thời nào, nhưng có thể bắt đầu từ thời đại nhà Lý. Đó là việc tổ chức các trai đàn chuẩn tế gọi là Diệm Khẩu Phổ Thí Pháp Hội, có nghĩa là những đại hội về Phật Pháp để bố thí thức ăn cho loài quỷ đói. Pháp này được thực hành trên căn bản một tác phẩm mang tên là Thí Chư Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thủy Tác Pháp, do Ngài Bất Không dịch vào thế kỷ thứ 8 đời Đường. Và hiện nay trong thời khóa tụng buổi chiều, các chùa ở Việt Nam thường có nghi thức thí thực cô hồn ngắn gọi là Mông Sơn Thí Thực Văn. Nghi thức này bắt đầu từ đời nhà Tống tại Mông Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc. Vì thế có danh xưng là Mông Sơn Thí Thực trong Thiền Quyển Tập Anh Tăng Thống Huệ Sinh. Đời vua Lý Thánh Tông có để lại tác phẩm Pháp Sự Trai Nghi có nói đến nghi thức chuẩn tế. Năm 1789 sau khi đại quá quân Thanh, năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung đã ban sắc lệnh làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hữu công tiến cúng cô hồn tử sĩ, kể cả mấy vạn quân Thanh đã tử trận. Vua Gia Long sau khi thống nhất Sơn Hà cũng thiết đàn siêu độ cho quan quân tử sĩ và những quan hồn uổng tử vì chiến cuộc do Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành chủ tế, với bài văn tế viết bằng Quốc Âm Tiến Sĩ Trận Vong và Cô Hồn Thập Loại 1802 vào năm Giáp Ngọ. Chúa Nguyễn Phúc Chu cho tổ chức trai đàn tại chùa Linh Mụ cầu cho quốc thế dân an, cho các quân linh tử trận được siêu thoát. Vào những đầu năm của thập niên 70, do chiến tranh gây ra nhiều cảnh chết chóc hải hùng, khoa nghi chẩn tế được thực hiện rất nhiều, nhất là tại Huế. Hầu như tháng nào ở đây cũng có ít nhất một đàn. Theo niềm tin của người dân, nghi thức trai đàn nhằm cầu siêu cho người mất được siêu thoát, qua đó cũng cầu an cho người sống được an lạc. Trong tín ngưỡng dân gian này không thể thiếu vai trò của Phật giáo, vì người dân quan niệm đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ. Theo giáo lý nhà Phật, đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ. Sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết. Không chỉ từ bi với người còn mà từ bi với loài chúng sinh không phải con người. Từ bi bình đẳng đến cả các vong linh khổ não, các quan hồn uổng tử dắt dưỡng không nơi nương tựa, lang thang khắp mọi nơi mọi cõi, lang thang ở bụi rậm bờ ao. Chính vì lòng từ bi đó mà người ta lập ra trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, quá giải mọi tai ương hận thù mà người dân tin là có thể xảy đến, để cuộc sống được ấm no yên ổn. Đó cũng là điểm nổi bật của vai trò Phật giáo trong tập tục phong hóa dân gian, chính là khuynh hướng dân tộc hóa nghi lễ tập tục Phật giáo, có nghĩa là hòa quyện hình thức nghi lễ giữa đạo và đời. Theo Phật giáo, trong thế giới hiện tượng tương đối, hết thảy vạn sự vạn vật đều chịu tác động bởi quy luật nhân quả. Tất cả đều có những tương quan tác động qua lại với nhau, duyên vào nhau mà sinh diệt tồn tại. Do đó, các nghi lễ cầu an, cầu siêu, trai đàn, phổ độ có thể được xem là những trợ duyên cho sự sống và sự chết của con người về mặt tinh thần. Đứng về phương diện đạo lý thường tình sống trong thế giới hiện tượng tương đối mà xét thì lễ là sự thể hiện cho cái nghĩa sống của con người, song để thể hiện cái lễ ấy phải dựa vào nghi thức để thực hiện cho phải lẽ. Trong Phật giáo nguyên thủy không có kinh cầu siêu, kinh cầu an, mà chỉ về sau các nhà sư Phật giáo Bắc Tông do nhu cầu phát triển nên quyển chuyển áp dụng các loại kinh khác nhau cho hai mục đích vừa nêu. Ví dụ như dùng kinh A-di-đà và kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người quá giảng, dùng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư để cầu an cho người lâm bệnh, vân vân. Phải chăng
Ý nghĩa căn bản của cầu siêu và trai đàn chuẩn tế phổ độ là để biểu tỏ tấm lòng thành, tình thương mến với người thân quá giản, thương xót đồng bào tử nạn, thương xót những cô hồn đói lạnh, nhất là để an tâm cho người sống. Trong Pháp hội trai đàn chuẩn tế giải quan được Hòa Thượng Nhất Hạnh dự trù tổ chức ba miền tại Việt Nam, đầu năm 2007 có mục đích theo lời Hòa Thượng để cầu nguyện và giải trừ quan khổ cho tất cả những ai từng gánh chịu những hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay tại thế, để cầu nguyện cho tất cả những người thân đã từng chết đi một cách oan ức trong rừng sâu ngoài biển cả, trong trại tù ngoài côn đảo, dưới những hố chôn tập thể, để cùng cầu nguyện cho nhau, cho những người đã khuất và những người còn đang tiếp tục gánh chịu oan nghiệt, và để tất cả cũng có cơ hội chữa lành những vết thương rớm máu lâu ngày chưa lành, để nối kết lại tình đồng bào ruột thịt và làm vơi đi những oan khổ uất đã được chứa chất lâu ngày. Như vậy trai đàn mang ý nghĩa của cả người sống và người chết. Người chết được thân nhân tin tưởng sẽ được siêu thoát, và người sống được bớt khổ đau, chữa lành những vết thương rớm máu lâu ngày chưa lành, và để nối kết lại tình đồng bào ruột thịt, làm vơi đi những oan khổ uất ức đã được chứa chất lâu nay. Để hiểu thêm về ý nghĩa Pháp hội trai đàn chuẩn tế thủy lục, ban biên tập chúng tôi mời quý vị nghe lại bài pháp ngắn của Đại lão Hòa Thượng Hư Vân Thuyết trong dịp kiến lập Pháp hội thủy lục để tri điệu các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ngày 18 tháng 8 1946. Hôm nay các giới chức đồng tâm kiến lập Pháp hội thủy lục để tri điều các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Vì vậy tôi sẽ giảng thuyết sơ về duyên khởi của sự kiến lập đàn tràng thủy lục. Sao gọi là thủy lục? Thủy tức là nước tại sông biển ao hồ, lục tức là đất đai tại núi non cao nguyên đồng bằng, thủy lục là đất nước bao hàm cả hư không. Nếu là vật có hình tướng thì không vượt ra ngoài ba vật này. Đấng Như Lai chúng ta khởi tâm đại từ bi cứu tế khắp loài hữu tình nên mới lập ra pháp môn này. Duyên khởi của Pháp hội thủy lục là khi tôn giả A Nan tu tập thiền định trong rừng, có một con quỷ chúa đến cầu xin cứu độ. Tôn giả A Nan liền trở về núi Linh Thú cầu Phật dạy bảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân đó mà thuyết pháp thủy lục. Con quỷ chúa vốn là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, vì thương xót chúng sanh trên đất liền đang chịu bao thống khổ, muốn cứu giúp cho âm hồn trong cõi u minh được vãng sanh lên cõi cực lạc nên thuyết pháp siêu độ. Pháp hội này khởi đầu từ đời vua Lương Võ Đế. Nhà vua phát tâm Bồ Đề rất bậc chân thành cung thỉnh Hòa Thượng Chí Công định chế nghi thức lập đàn tràng thủy lục, làm lợi ích cho quan họ Uổng Tử sắp đặt đèn cầu xong. Vua Lương Võ Đế lễ một lại kế đến thắp đèn tận minh, rồi lễ thêm một lễ. Khi đó cung điện chấn động, vua làm lễ lần thứ ba thì trời mưa qua báo công đức đàn tràng thủy lục như thế. Đời Đường tại chùa Pháp Hải, thiền sư Anh Công kiến lập đàn tràng thủy lục để cầu siêu độ cho vua Tần Trang Nhượng, Phạm Ti Bá Khởi, Dương Long Vũ, Trương Nghị Chuẩn Muội vân vân đã bị trầm luân cả ba ngàn cả ngàn năm, khiến họ siêu thăng cõi trời cư sĩ. Tô Đông Pha đời Tống, đại sư Liên Trì đời Minh vân vân cùng chư thánh hiền bao đời bổ sung thêm vào, khiến cho nghi thức lập đàn tràng thủy lục ngày một hoàn bị. Muôn pháp do tâm tạo, mọi người đều thành tâm, tất sẽ có cảm ứng. Cư dân tôi thể theo lời khẩn thỉnh các vị đại hộ pháp mà làm pháp chủ cho đàn tràng này, thật khó từ chối được. Các chiến sĩ trận vong trong thời kỳ kháng chiến xả thân báo quốc, nhưng hồn họ giấc dưỡng không nơi nương tựa. Vì tôn sùng ân đức này, chúng ta kiến lập đàn tràng để cầu siêu độ cho họ,
nghĩa dân bất bức, lưu lạc đường quan. Nhà tan người mất, không hàng phục quân địch, trung thành vì nước. Cô hồn vô chủ lang thang khắp nơi, lại có những vong hồn uổng tử chết vì trúng đạn, xe cán, bệnh dịch, chết đuối, chết quan, vân vân. Chúng ta phải cầu siêu độ hết thải, an ủi chúng sinh ở cõi u linh. Kẻ chết được an, người sống được lợi ích, tức là làm lợi ích khắp cõi dương và cõi âm. Đây là lý nhân quả từng hoàng soi lại đạo lý nhân tâm. Không ngoài các việc ác chớ làm, mà phải làm theo những việc lành. Bao việc khổ sở trên thế gian đều do trồng nhân xấu đời trước. Nếu tán tận lương tâm, bỏ quên hiếu để, trung tín lễ nghĩa, khiêm sĩ, cứ làm càng làm bậy, thì khiến lụy đến nhiều người hiền, và thế giới mãi mãi vẫn còn loạn lạc. Đất nước vừa được trùng quang độc lập, phải cực lực hưng thiện, dẹp trừ việc xấu, cải ác làm lành, thì mới không bị nước ngoài xâm lăng. Nếu không lo chuyện đại cuộc mà vẫn cứ khởi nổi loạn, thì nhân dân không biết sẽ chết nơi nào. Lúc này nếu người có lương tâm phải sớm giác ngộ, biết đoàn kết, phải trừ kiếp vận cho đất nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là ý nghĩa của đàn tràng chuẩn tế. Cung kính quý thiện tri thức, quý nam nữ Phật tử và quý hành giả, đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn hàng tháng vào ngày mùng 10 âm lịch tổ chức khóa tu một ngày an lạc, và sẽ tiếp tục cho ra những ý nghĩa của các bài kinh cũng như những bài giảng pháp trong khóa tu. Đây là tập 1 nhân tiết tháng 7 Vu Lan. Kính chúc toàn thể quý lực dì thật nhiều phước báo, và xin tri ân quý vị đã yêu mến đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn trong thời gian qua. A Di Đà Phật.